Chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em ơi, chỉ còn có 2 ngày thôi nhá. Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Hôm nay ngày 17 rồi. Hôm nay ngày 16 nhỉ? 16. Ngày mai là ngày 17 và ngày 18 là chúng ta đến với cả cái trận chung kết Championship anh em nhá. Thì vẫn như thường lệ thôi, thì cứ đến chung kết thì tôi vẫn sẽ livestream ở trên kênh YouTube Game Today. Đấy thì hôm qua thì các anh em cũng biết rồi, nhưng mà tôi xin nhắc lại cho anh em một lần nữa. Đấy là ở trong cái trận chung kết trong cái lần này, cái lần Champion thứ 6, thì ở trên kênh của tôi nó có cái tài trợ từ phía nhà phát hành nhá. Từ phía nhà phát hành game, và tôi sẽ dùng cái tài trợ của nhà phát hành game để ra một cái event, và toàn bộ cái số tài trợ đó tôi làm thành một cái món quà để gửi đến các anh em viewer nha anh em nhá. Trong cái giải dự đoán thì anh em hãy dự đoán cái người vô địch nha anh em nhá. Anh em dự đoán cho tôi cái người vô địch, và anh em dự đoán cho tôi tổng cái số round ấy, tổng cái số round của 5 trận đấu nhá, bo 5, tổng cái số round của 5 trận đấu. Đấy, anh em dự đoán chính xác thì anh em sẽ được các cái phần quà. Đấy, phần quà là như nào thì tôi không nhắc lại nữa. Anh em có thể truy cập vào cái đường link tôi sẽ để ở cái phía dưới của cái clip này nha anh em nhá. Anh em truy cập vào cái đường link đấy, nó sẽ ra cái chỗ để anh em có thể tìm hiểu về cái event trong cái ngày chung kết vào ngày 18 tháng 9 nhá anh em nhá. Chơi gì đây? Trận cuối nha anh em nhá, 1 giờ rồi. Ván cuối. Trận này top 1 được không nhỉ? Top 1 thì phải chơi một cái đội hình top 1 cơ. Chơi đội hình top 1 thì mới top 1 được. Meta này mà chơi một cái đội hình kiểu 6 đỏ thì cũng chỉ top 3 thôi. 6 đỏ thì yên tâm top 3 mà. Trận này chưa beat đâu. Beat là sẽ top 1 đấy. Nếu mà chơi beat là top 1 đấy. Có ngộ không? Cho ma lăng cho chơi chơi gót. Có đồ ma lăng chơi gót, nhưng mà trận này chơi gót còn ngon lắm. Trận này đúng là nhìn xem cái tổng thể để chơi gót cũng ngon. Quân à, xem nào. Vãi cứt. Một round nữa. Một round luôn nha anh em nhá. Một round nữa. Một round nữa để gấp hơn, đấu lại bán. Một round nữa xem là biết chơi gì, chốt đồ luôn này. Ra ngoài luôn này, ui khỏe ghê. Ui mẹ ơi, mỗi round ra một kiểu mẹ cay nho. Chơi những cái trận đấu như này nó cay thật sự luôn đấy. Qua Hunter đã. Chuyện này không có đát. Chuyện này không có đát.
xét không nhỉ? Em tiếp sức livestream anh rồi, anh không top 1, em mất ngủ chết giờ. Cảm ơn em nhá. Đặt tặng có lết anh ạ. Cảm ơn đặt tặng rất là nhiều, anh không để ý. Ôi, nó lại đẩy tôi đống máu này. Đôi khi là tập trung game rồi lại đọc chat các thứ, anh em thông cảm. Ôi, chơi gì đây? Chôn nhanh. Giết thêm một con, giết thêm một con nữa, đúng không? Ok. Có mưa linh chưa nhở? Chưa có mưa linh. Mẹ đồ này không chơi được Hunter. Vấn đề là Hunter thì nó cũng không chơi được. Chốt thôi, chốt bài thôi. Chốt bài ở ngay cái thời điểm hiện tại. Ôi. Hai con nó lướt, mỗi con một phát, chết hết. Ra gì ở đấy, ra gì ở đấy, ra gì ở đấy, ra gì ở đấy. Nha anh Tuấn. Nói từ lấy giờ mà không nhận kéo, nói ở đâu đấy? Dã man. Nói từ bao giờ? Có thấy cái lời nào? À đây rồi. Sorry nhá. Anh rất là xin lỗi Hoàng Nguyễn. Anh Tuấn top 1 em donate 100k ở trên. Từ trận nào rồi không để ý. Sợ thật sự. Lại chơi hot à? Ra sau Reaper này. Mẹ. Lại chuyển về chơi God à? Hình như là từ đầu cái buổi livestream đến bây giờ là 3 trận top 3 rồi đúng không? Cay nhở, 3 trận top 3 rồi đấy. Nhận kèo như có mất cái gì đâu mà không nhận. Ồ hay. Thua có mất cái gì đâu. Thằng có tiền. Tội gì mà không nhận. Ôi mẹ ơi. Ê. Bán mất một con gót được vua đi rồi. Mẹ chơi cái đéo rồi đó. Không có que. Không chơi biết được. Không chơi beat được, không có que anh em ạ. Thôi, bỏ beat thôi, không chơi beat được, không chơi beat được, không chơi beat được. Này thua mất.
mất nhiều máu mất. Làm nào rồi? Đây này có xung kích. Không có giáp, không giáp ma. Được anh em ạ, Blink không có thì không chơi được. Được đấy. Khó nhờ, không chơi được 9 em. Không chơi được 9 em có. Đồ ra khéo thật đấy. Thôi đánh thì bán thôi, đi biết nào rồi. Đưa lại một con hăn tí nữa. Chơi sáu đỏ à? Cay nhờ, sao cứ phải chơi sáu đỏ? Bởi vì chơi cô mà bây giờ mẹ cơ xí vãi cứt luôn. Thật sự là như thế luôn ạ. Thực ra là chơi được Hunter, tôi phải nói là không phải là bài nó quá, đồ nó quá xấu. Tức là đồ thì chơi được Hunter, nhưng cái vấn đề ở đây này là con mẹ Hunter nó đéo ra, nên là không ghép được cái... Cay thật. Nghĩ lại thấy rất là buồn luôn. Vấn đề đây là đồ nó ra cái bố set anh em ạ. Chơi được Hunter luôn nhưng mà không ra. Rồi ôi, tôi mua cái con chỉ ra con Hunter là tôi mua hết đấy. Nhưng mà nó không ra thì bây giờ tôi biết làm thế nào. Ôi, tôi nhá. Chơi 10 trận thì thôi thì cũng phải có một trận eco vậy anh em ạ. Cái này là gót rồi. Lấy trước đồ. Đấy. Bài gì? Bắt chơi gót. Không phải là tôi muốn chơi đâu anh em nhá. Không phải muốn chơi đâu, tôi vẫn là không muốn chơi. Ví dụ như là có cái que thì tôi chưa biết ngay. Có cái que tôi chưa biết ngay, có giáp tôi chưa biết ngay. Không có. Ra nhiều ma lăng, ra nhiều xung kích. Thấy, hoặc là nếu mà ra Hunter thì tôi cũng chơi kép bộ set, tôi chơi luôn đấy. Đây là bài gì thôi thì đành phải chịu thôi. Eco thì buộc phải chơi thôi. Biết làm nào, làm quả top 1 vậy. Nó cố tình nó cho tôi chơi bộ này rồi. Đây là bốn đỏ này, bốn đỏ hai gót bán mẹ với con được vua. Cay nhờ, lấy mua con được vua rồi. Hơi cay. Ê bạn ơi, bốn linh luôn ạ. Trời cục thế. Ba Hunter bốn đỏ. Ghép ra quái. Đúng là ghét của nào chơi cho quả đấy anh em ạ. Ghét của nào chơi cho quả đấy thôi. Anh em và tôi nên có nên bỏ cờ vào rồi giữ máu nhỉ? Sao sau thực ra nếu mà bỏ cờ vào giữ máu thì cũng được, với ba Hunter bốn đỏ cũng khỏe phết. Anh em bảo chín lé là anh em sai hoàn toàn nhá. Chín lé rõ, vãi cứt. Lên được cái con ấy bảo chín lé ạ. Lên được cái con con Whispersia xong bảo chín lé rõ ạ. Tôi chả thấy cái chín lé ở đâu. Mẹ. Đây bây giờ Blink vẫn chưa có. Lé xuống hố anh em ơi, anh em nghĩ đơn giản. Chín lé xuống hố.
này, que, que nào? Que ở que ạ. Ông nào bảo ra cái que rồi thì đề nghị tua lại nhá. Chưa có một cái que nào luôn. Từ đầu game bây giờ có tôi đã lấy rồi anh ơi. Thắng lại luôn. Vớ vẩn nhỉ. Thắng ở round vừa rồi mới vậy cứt. Que phép thuật, dã man. Que phép. Ôm Velom ạ. Đùa. Ôm Velom đợi insect cũng được ạ. Vãi cứt ạ. Tôi cảm thấy mẹ, bây giờ tôi mà đọc kinh chat thì tôi ngu người luôn. Thôi bây giờ roll thôi, không thể nói. Ui rồi ôi. Tôi còn phải nói cái gì ở đây đây. Cho một con gót này. Nhà một con gót đi bạn ơi. Trận này quên không tính round ấy. Trận này chính là chơi Saman được ấy. Từ bỏ bộ gót đỏ chơi gót Saman. Ok không anh em? Thôi từ từ rồi. Ơ một cái xung kích nữa của tôi đâu. Ê sao lại khỏe này. Trời chưa có Saman được anh em ạ. Chưa có Saman được. Có Squire có thể. Có đổi có Saman đây. Có đổi có Saman đây. Thiếu con gót ở vua. Anh à. Thiếu con gót ở vua. Bây giờ mới ra que. Giả ở tê xu rồi.
thấy ổn lắm. Thật sự cũng chưa thấy ổn. Liệu chúng ta có thể chơi God Saman được không đấy? Trong cái trận đấu này tôi nghĩ là cũng được, chơi được. Để xem nào, có God Saman thì nó sợ cái gì? God Saman thì nó chỉ sợ đỏ thôi, nó sợ bộ đỏ thôi. God Saman sợ cũng đỏ. Đánh giá chơi được, trong thời điểm hiện tại chơi được. Thế thì nếu mà chơi thì lên 9 kẹp Saman. 9 kẹp 2 Saman. Chưa được, chưa bán được. Từ từ đã. Gót chưa đủ bộ. Chưa có Hunter bắn tôi kìa. Lên 9 thôi, phải lên 9 thôi, phải lên 9 thôi. 9 thôi mà cho cái gì vào. 9 cho thêm mỗi con đuôi. Rôn phát lửa nào. Đuôi co, à, đuôi co ở level 9. Ok vậy. Bật chụp cái đuôi luôn. Đuôi cái đuôi. Có thể chơi 4 Saman ở level 9. Thật ra là con Skull Saman vứt con này đi, con này đi. Ê! Chưa có được vua nhỉ? Chỗ này tôi nói chung là đánh nó không tập trung lắm. Con này 6 đỏ rồi hả? Vai! Nhau đã 6 đỏ rồi. Con mẹ đã 6 đỏ rồi ạ. Ăn được không? Ăn được. Chưa 6 đỏ. Chính là nếu mà chơi Saman thì nó sẽ sợ cái bộ đỏ ấy, anh em ạ. Bởi vì không có đát, trận này không có đát Spirit. Trận này không có đát Spirit. Cái thằng kia 6 đỏ rồi kìa, thằng kia 6 đỏ. Giết thêm một con nữa đi. Ui. God Saman ở level 9 nó chưa được God Saman. Level 10 là chưa được God Saman 4 đỏ. Level 10 là chưa được God Saman 4 đỏ. Level 10. Gót 4 Saman. Nhưng mà như thế nó không có đam anh em ạ. Vấn đề nó không có đam ấy. Mà gặp cái bọn đỏ chắc chắn thua. Chưa đỏ chưa biết thì căng. Chưa
rất đỏ thì Doom co, xong rồi sáu đỏ thì con hơn. Có lên thử không? Thử quả. Đỏ đi anh em nhá. Đồng ý luôn. Vứt đỏ luôn nhá. Hứa với anh em luôn. Ồ thôi trận này chiều luôn. Chiều anh em luôn, lên người luôn anh em ạ. Vứt đỏ muốn Saman kẹp Doom. Tôi lập tức cái chết luôn. Nhóm sao là con vắt ở vua à? Thề. Từ là anh em ạ, đang hết tiền. Bình tĩnh. Sợ cái thằng Beat kìa. Chưa nhở? Thằng này thì vẫn ăn được. Ê sao tôi trông giống không ăn được nhở? Khỏe vậy? Ui mẹ ơi! Tràn cái mẹ ở nhà luôn. Rồi. Tự nhiên bây giờ cho con nào ra đây? Doom làm co à? Này yếu nhỉ? Trông cảm giác không có đam ấy. Gặp con Beat chắc đi luôn mất. Sẽ phải bỏ đỏ đi. Nghĩ là bỏ đỏ đi thôi. Bốn đỏ nhớ về tầm này thôi anh em. Càng nhiều đu càng tốt cho tôi. Saman 2 sao. Đưa Saman lên 2 sao hết anh em. Đây là mấy con này, mình vừa có 1 sao.
beat chắc đi luôn mất. Bởi vì cái bộ này nó không thể nào mà giết bọn beat nhanh được. Chỉ khi ca lông ba tia cơ, nhưng mà tôi không có cái ba tia. Squire. Đấy rồi. Ui mẹ ơi, gặp hit luôn. Hit luôn thì chơi thì đéo được. Vãi lìn. Gặp hit luôn ạ. Vãi cứt. Ô ăn này. Ô ăn này. Ăn này. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Tưởng hit đến nào. Yeah. Tưởng sáu đỏ thế nào, tưởng biết thế nào. Cường thôi. Cường thôi bạn ơi. Ui, thằng này có vẻ kinh. Thằng này thì kinh anh em ơi. Thằng này thì kinh. Thằng này đéo có đam giết thằng này. Ê. Thằng này thì kinh quá anh em ơi. Ui thằng này kinh à, có vẻ nghe nói cậu kinh. À nghe nói cậu kinh, không kinh lắm bạn ơi. Solo lên game với cả thằng sáu đỏ. Ok, tôi làm được. Phải kiếm tiền chứ, phải kiếm được 100k của Hoàng chứ. Tôi làm được. Sáu đỏ mới vào đây hộ tớ. Xem ai đẻ nhanh hơn. Ồ. Sáu đỏ vào đây. Ôi, sáu đỏ vào đây. Tôi nói thật với anh em, ai là cái người mà thông thạo 10 cái bộ gót? Ai? Anh em trả lời nhanh, ai là cái người thông thạo 10 bộ gót? Ui dồi ôi. Ui dồi, nó đẩy cho tràn con mẹ ở nhà luôn. Ui dồi ôi. Anh em nhìn cái bộ beat kia kìa, bị tôi đấm nó sấp mặt con mẹ luôn. Nói xong rồi đấy, trò chơi kết thúc rồi đấy. Trò chơi đến đây là kết thúc rồi đấy bạn. Trò chơi những cái tập này là kết thúc của đấy các bạn. Này bạn ơi, Doom hộ gái. Không cần Doom đâu. Ờ. Như nào? Cho hỏi như nào? Như nào? Ui dồi ôi. Trông có giống như nào không? Như nào cơ? Đẩy 20 máu chết luôn không nhở? Ê 20 máu nó có chết luôn không? Bây giờ một câu hỏi đặt ra là 20 máu nó có chết luôn không rồi? Có chết luôn không? Ui dồi ôi. Người ta đã có cái câu rồi. Bộ nào thì chơi thôi nhá. Nhưng mà riêng cái bộ gót mà đặt vào tay Tuấn Cơm thì... Anh em biết rồi, cái câu trả lời rồi chứ còn gì nữa nhá. Không có gì ngoài top 1. Đấy. Cảm ơn Hoàng nhá. Cảm ơn Nguyễn Hoàng, anh xuyên. Anh xuyên. Chiến thắng thì nó cũng đơn giản thôi anh em ơi. Cả hai bộ đều thông thạo. Cái bộ tôi chơi và cái bộ đối thủ chơi đều là những cái bộ thông thạo của tôi. Đối thủ thì anh em biết rồi đấy. Tôi mà thông thạo cái bộ đối thủ chơi thì tôi cũng biết cái đường counter của nó. Đấy, vấn đề nó ở cái chỗ đấy. Đấy, còn đối thủ chưa chắc đã biết thông thạo cái bộ mà tôi đang chơi. Chiến thắng nó là điều đương nhiên nha anh em nhá.
Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em nhớ nhá, có bình chọn cho cái giải Championship để nhận những cái giải thưởng có giá trị từ nhà phát hành. À quên, mà xin chú ý một chút, nhắc cho anh em một chút là cái event ấy trên kênh Game Today ấy chỉ dành cho các anh em đăng ký kênh Game Today thôi nhá, chứ không phải là cho mấy cái ông mà kiểu anti fan các thứ không đăng ký đâu nhá. Nó chỉ dành cho fan Game Today thôi. Đấy thì vào ngày 18 tháng 9 vào lúc 5:30 nha anh em nhá, 5:30 chiều, tức là 17:30 ấy, là tôi sẽ tường thuật trực tiếp ở trên kênh của tôi, nhắc lại cho anh em thế. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em có thể thấy hay thì có thể like cho tôi cái clip này. Anh em thấy coi như là yêu quý tôi mà chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh để xem những clip khác nha anh em nhá. Cảm ơn anh em. Bye bye.